động vật là vứt rác này. Những hình ảnh này do người dân thôn Tà Trại Mông, xã Mường Hoa, thị xã Sapa ghi lại vào ngày 9 tháng 7. Thủy điện Sửa Bán này cứ để tình trạng rác với xác chết động vật trôi nổi ở ngay chỗ khu vực thôn Giàng Cầu Mây. Cứ sau mỗi trận mưa, người dân nơi đây lại phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên từ lòng hồ thủy điện. Có thời điểm rác thải và xác động vật kéo dài cả 100 mét ngay đầu suối Mường Hoa. Em có gọi điện trực tiếp cho anh, như là anh Vũ Anh hay anh Vũ gì đấy, mấy lần rồi thì anh cứ bảo là có thủy điện có đóng thuế gì đấy, em không rõ lắm. Nhưng mà các anh chả có động thái gì giải quyết cái vấn đề rác với cả xác động vật chết thối ở đây cả. Đã nhiều lần đại diện nhân dân thông báo tới chủ hồ chứa thủy điện Sửa Bán 1. Vậy nhưng đơn vị này không có bất cứ một biện pháp xử lý nào. Người dân nhiều lần phải tự thuê người về vớt xác gia súc gia cầm chết để không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Chính quyền địa phương cũng đã đề nghị công ty cổ phần công nghiệp Việt Long phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường ở lòng hồ mà công ty đang quản lý và khai thác, nhưng mọi việc vẫn đang dậm chân tại chỗ. Có cái hồ thủy điện này thì nó ảnh hưởng về cái sinh hoạt hàng ngày của bà con, là về cái con vật nuôi chết và có mùi thối ở trong hồ, liên quan đến sức khỏe của người dân. Muốn là thủy điện phải có trách nhiệm thu gom rác trong lòng hồ và đảm bảo cho cái vệ sinh rác thải ở trong hồ và sinh sạch đẹp. Thế thì đây thì muốn là các nhà chỉ đạo thủy điện phải quan tâm về cái này. Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, chủ đầu tư các công trình thủy điện phải có trách nhiệm vệ sinh, thu dọn lòng hồ để bảo vệ môi trường. Vậy công ty cổ phần công nghiệp Việt Long phải có trách nhiệm như thế nào đối với tình trạng này? Chúng tôi sẽ đề cập tới nội dung này trong các chương trình thời sự tiếp theo.